bắt đầu giới thiệu cho các bạn chiếc xe robot biến hình container xe Optimus Gold bằng điện hóa nó xanh. Optimus Gold có một răng nanh giống như một con quái thú. Hello, bạn mình đặt cái đầu con siêu nhân trước các bạn. Siêu nhân biến hình Lego. Rồi bắt đầu làm cái móc, bắt đầu là vào gắn vào đây. Thật là đẹp. Rồi làm hai cái sừng. Sừng chớp nhọn trên đầu nó. Này là siêu nhân biến hình. Rồi làm cái miệng, đây là cái miệng của nó. Đây là cái chén, làm chén chợt. Rồi làm xong rồi, làm xong cái đầu con siêu nhân rồi các bạn ơi. Để này vào. Nào, cứng đi cho bạn vô ta. Rồi vô rồi, vào rồi. Là cái miệng của nó. Oh yeah, cái miệng. Cạp. Đây là cái miệng. Miệng răng cạp con mắt cạp. Đây là hai con mắt của chúng nó. Ồ, nhìn rất bằng ngầu. Wow. Rồi làm cái lỗ mũi, đây hai cái lỗ mũi. Ngầu cho các bạn thấy đẹp rồi đó. Rồi tiếp tục là cái răng nanh. Con siêu nhân có răng nanh luôn. Cặp răng nanh giống như quái thú. Đây là cặp răng nanh. Còn ngóc quang nanh. Rồi bắt đầu chúng ta làm tiếp. Đây là cái đầu. Rồi tiếp tục mình là cái chân cho nó thôi. Đây là cái chân chúng nó. Rồi gắn hai bánh xe vào. Một bánh xe, hai cái bánh xe, rồi gắn cái cục khớp, cái này là cái khớp cho nó di chuyển được lên xuống qua lại đó, này nữa, gắn cái nền vào, cái nền chân vào. Đây nữa, đầu gối, này là cái chân, cái đầu gối chúng nó, cái chuột, mắt chuột thì phải, đó đẹp rồi đó, cái này vào nữa, rồi gắn cái gai vào.
Oh yeah. Rồi ăn cái đùi. Gắn vào đây. Tiếp tục cái này gắn vào đây cái nữa. Rồi bàn chân. Cái này là bàn chân. Các bạn thấy bằng chừng chưa? Gắn vào đây cái móng dọa. Đây móng dọa. Đây là cái giò. Cái giò cũng siêu nhân biến hình. Chạy thì kéo này lên, dẹp, yeah. Kéo này lên, xoay qua, yếu, ô đẹp. Xong một cái giò rồi nè. Tiếp tục cái giò thứ hai thôi các bạn ơi. Các bạn thấy hay, thấy clip hay, video hay, có ích thì hãy subscribe nha. Ủng hộ kênh nha các bạn. Like và chia sẻ kênh dùm luôn các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ gắn bánh vào. Đây là giò thứ hai của nó. Rồi cái đùi là cái này là cái giò, cái chân mình làm cảnh đẹp. Tiếp tục gắn cái này vào tiếp. Xong hai cặp giò, một cặp giò của robot sắp xong các bạn. Vậy thì lái nhẹ nhẹ không chạy thì phải lái qua đây, rồi quay qua đây đứng. Hai cái nhỏ đang đứng được nè. Rồi đây, hai cái nhỏ này đi. Ta bắt đầu làm cái tai. Chúng ta làm cái tai của các bạn ha. Tai cái này, cái bánh xe gắn bánh xe vô cái tai trước. Rồi, cũng như cục nối tai vô bàn tay. Bàn tay đâu? Bàn tay đây. Em bị rớt. Rồi gắn xong. Rồi gắn riêu nắp mồng. Một cam mà vô cho nó ngầu, thiệt là ngầu. Rồi ngầu đó các bạn ạ. Đó. Tay gắn. Rồi gắn khẩu súng này vào. Là giống cái súng vậy. Rồi gắn cái này vô trang trí cho đẹp. Gắn cái nút tròn này vô. Rồi gắn cái sừng này vô. Sừng với bàn tay vào. Rồi xong một cánh tay. It's out. Bye bye đây. It's out. Xong một cánh tay các bạn. Rồi tiếp tục mình làm cánh tay thứ hai.
gì đó nó lộn sai sai rồi. Nhập nhập tăng thì phải. Đây gắn đây. Đây nó được nhập cạch rồi các bạn ạ. Rồi tiếp tục mình làm cái phần mình cái thân cho nó, cái thân cho chúng nó thì làm hai cái giò trước, hai cái khớp gắn với cái giò, khớp gắn với cái chân. Rồi tiếp tục cái này là cái tai, khớp tai, đây tiếp tục khớp tai luôn, rồi cái đầu, khớp đầu xong rồi nhé. Rồi ta gắn vào. Rồi tiếp tục ta gắn cái đầu vào, phần đầu nó vào. Oh, gắn vào thấy giống rồi các bạn. Nè, quay quay đầu, đây, đặt lên nó xuống. Oh, wow, wow, cool quá. Giống như trâu quá, kỳ quái quá. Rồi quay đầu, 180 độ. Đẹp rồi đấy. Rồi quay hành đi xe, gắn đây. Oh. Uốn quay ngược lại đó. Tiếp tục cái hai cánh tay vào. Hai này cái nữa. Và cái tay đi biến thành quay thành độ rất được. Đẹp rồi các bạn ạ, đúng táp rồi. Rồi tiếp tục gắn giò ra. Giò này chân nó vào. Rồi cái tao ao giác, giác cái gì rồi, giác cái gì rồi. Rồi giác cái đùi, cái đùi, cái đùi ngon. Cái đùi vào đây. Có biết cái tay cái đùi không? Không, đúng vậy. Đúng vậy. Đúng vậy gắn không vào rồi. Oh. Tiếp tục gắn vào đây. Con robot bắt có một cái chân rồi. Tiếp tục gắn thêm cái chân nữa. Gắn cẩn thận, phải đừng bị xích ra ngoài. Robot mình sắp hoàn thành rồi các bạn ạ. Rồi hoàn thành.
nó a nha, a đi đi thôi cũng được nha, không được đâu nha, còn ok luôn đấy. Oh, rồi video cái này kết thúc các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé.